tu hoa nghiêm áo chỉ vọng tận hoàng nguyên quan thời gian ngày 12 tháng 6 2009 người già là pháp sư tịnh không địa điểm cao hùng đài loan tập 45 b Cho nên có gia học Có gia nghiệp Nghiệp là sự nghiệp Thuộc về sự nghiệp sản xuất Sự nghiệp xếp ở sau cùng Đạo xếp ở hàng thứ nhất Gia quy xếp ở hàng thứ hai Gia học xếp ở hàng thứ ba Sau cùng là sự nghiệp Đây chính là Trọng Đạo đức Nhân nghĩa khinh thường lợi đây là tài cùng lợi đặt ở sau cùng gia nghiệp đặt ở sau cùng cho nên đời đời nhiều thế hệ hưng dược xã hội thịnh trị dài lâu Ngoài gia đình cha Thì có lãnh đạo Bị lãnh đạo Quân thần hữu nghĩa Quân nhân Thần trung Bằng hữu hữu tính Người thông thường qua lại Quan trọng nhất là Tính thật Thật đại Thành thật Trung thực Đây là vậy chúng ta làm thế nào chứng được pháp thân phải làm từ chỗ này ngủ thường thường là thường đạo cũng chính là nói giống như chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày uống nước ăn cơm một ngày không thể thiếu một bữa cơm không thể thiếu đây là có năm chữ nhân lễ nghĩa trí tính Năm cái chữ này cùng năm giới của Phật hoàn toàn như nhau. Nhân không sát sanh. Nhân ái. Nghĩa không trộm cắp. Giữ bổn phận. Lễ không tà dâm. Trí không uống rượu. Tính không vọng ngữ. cùng năm giới của phật pháp hoàn toàn như nhau tứ duy quảng trọng nói lễ nghĩa liêm sĩ quốc chi tứ duy tứ duy bất trương quốc đại diệt vong Bác đức trung hiếu nhân ái tín nghĩa hòa bình chỉ có yêu thích văn hóa truyền thống phụng hành luân thường đạo đức mới có đời sống hạnh phúc mỹ mãn chỉ có yêu thích hòa bình mới có thể mang đến cho xã hội mang đến cho thế giới hòa bình Đây là nếu chúng ta muốn Chứng được quả vị cứu cánh Nếu muốn chân thật Vọng tận hoàng nguyên Phải từ chỗ này mà bắt tay vào Từ chỗ này mà khởi bước Những năm gần đây Chúng ta đề xướng đề tử quy bởi vì hiện tại xã hội người thông thường có hiểu lầm cho rằng phật pháp là tôn giáo đạo gia cũng là tôn giáo chỉ cần là tôn giáo thì cần phải bài trừ cái quan niệm này đáng được nghiên cứu tôn giáo hai chữ này nếu là dùng chữ trung quốc để giải thích nó không có gì là không tốt cái gì là tôn Các vị tra qua từ điển Trung Quốc, tôn là cái ý gì? Tôn có ba ý nghĩa. Cái ý thứ nhất là chủ yếu. Cái thứ hai là trọng yếu. Cái ý thứ ba là tôn sùng. Hiện tại chúng ta viết báo cáo đầu tiên là viết tôn chỉ. tôn có gì không tốt giáo là giáo dục là giáo học có cái gì không tốt tôn giáo hai chữ này hợp lại đó chính là giáo dục quan trọng giáo học chủ yếu giáo hóa tôn sùng vậy có gì không tốt cái thứ này nếu bỏ đi thì có thể được sao chẳng phải là vấn đề liền xảy ra tôn giáo nếu dùng hai chữ của trung quốc để giải thích thì hay bạn không thể không học phải nên học tập chúng ta bằng lòng dùng chữ trung quốc này để giải thích để làm định nghĩa cho các tôn giáo trên toàn thế giới ở truyền thống trung quốc chúng ta gọi là truyền thống truyền thống thì không trời nho thích đạo nho thích đạo là gốc của văn hóa truyền thống trung quốc cái cách nhìn này Ở vào hơn Một ngàn ba bốn trăm năm trước Thời đại đường Túc Tông Đường Túc Tông là Con trai của đường Minh Hoàng Các vị nói đến đường Minh Hoàng Bạn liền nghĩ đến Dương Quý Phi Chính là người thời đại đó Túc Tông cái thời đại đó chúng ta liền xem thấy tấm bia gọi là hỗ nguyên tam giáo cửu lưu đồ tán tấm bia này hiện tại vẫn còn ở chùa thiếu lâm trung quốc đại lục ngay trong đó có họa một bức đồ họa một tượng người tượng người này chánh diện mà chính là thích ca mâu ni phật từ bên trái mà nhìn là khổng tử từ bên phải mà nhìn là lão tử đem ba người hợp thành một trên tay cầm một tờ giấy trên giấy vẽ cái gì vậy cửu lưu cửu lưu là học phái cũng chính là nói ba nhà này chính là giáo dục cho nên nho thích đạo gọi là tam giáo nó không phải là tôn giáo là giáo dục ba học phái của giáo học cùng cũ củ lưu của trong xã hội ngày nay chúng ta gọi là chuyên gia học giả là một thể kiến lập nên văn hóa truyền thống trung quốc Người có loại nhận biết này Người minh bạch Ngày nay chúng ta gọi là cấm gốc Gọi là cấm gốc giáo dục Phải cấm ba cái gốc này Nhiều năm gần đây nhất Tôi thường hay nói Gốc của Nho là Đệ tử quy Gốc của Đạo là Thái thượng cảm ứng thiên Gốc của Phật là Thập thiện nghiệp đạo kinh Danh từ của ba thứ này đều không dài Cảm ứng thiên cùng đệ tử quy Hợp lại Không vượt quá ba ngàn chữ Thập thiện nghiệp đạo kinh dài một chút Tôi làm một quyển tiết bổn Lấy kinh nghĩa quan trọng Tôi tiết thành dường như chỉ có hơn 600 chữ văn tự cũng không nhiều Ba cái thứ này Nếu như chúng ta có thể nỗ lực học tập Thúc đẩy rộng khắp Đó chính là gia đình hạnh phúc mỹ mãn Xã hội an đình thế giới hài hòa chân thật có thể làm đến được vì sao vậy ở trong phật pháp nói chúng ta là pháp nhân thiên pháp nhân thiên tiểu giáo như vậy thì có thể dạy chúng ta nhân thiên đến được đầy đủ Hướng nâng lên trên cao Đó không phải là việc Của mỗi người Đó là một số ít người Trời Trời rất phức tạp Không phải đơn giản Ở trong Phật Pháp Nói trời có 28 tầng trời Bạn nói là ở tầng nào 28 tầng Phân làm tam giới Có dục giới, sắc giới, vô sắc giới Tầng trời cao nhất của vô sắc giới Gọi là phi tưởng phi phi tưởng xuất thiên Siêu dược cái tầng trời này Thì đó là siêu dược sáu cõi Siêu dược sáu cõi Không phải là việc dễ dàng Tại vì sao vậy? Phía trước nói Kiến hoặc, tư hoặc phải đoạn hết bạn xem vọng tận hoàn nguyên kiến tư phiền não là vọng không phải chân cái thứ này đoạn tận rồi bạn mới có thể hoàn nguyên nếu bạn không đoạn tận không thể hoàn được nguyên đoạn tận hoàn nguyên vẫn chưa chân thật hoàn được đến nơi giữa đường ở giữa đoạn đường thanh văn duyên giác bồ tát phật đây là trạm giữa đường tịnh tông chúng ta gọi là cõi phương tiện hữu dư pháp giới bốn thánh là cõi phương tiện hữu dư Cần phải chân thật Vọng tận Chân thật vọng tận là Phân biệt không còn Vọng tưởng không còn Đó là chân thật hoàng nguyên Vọng tưởng là khởi tâm đồng niệm Trong lúc giảng dạy tôi cũng thường nói Chân thật làm được Không khởi tâm, không đồng niệm Không phân biệt, không chấp trước mười pháp giới không còn xuất hiện cõi thật báo trang nghiêm của chư phật như lai chúng ta người tu tình độ hy vọng đi đến nơi nào hy vọng đến cõi thật báo trang nghiêm của a di đà phật Thông thường Người tu hành mục tiêu của họ Đều định Ở thế giới hoa tạng Cõi thật báo trang nghiêm Của tỳ lô giá na Phật Báo độ của tỳ lô giá na Phật Cùng báo độ của A-di-đà Phật Có khác biệt gì không? Không khác biệt Chúng ta xem thấy ở trên Kinh Hoa Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm đến sau cùng Bồ Tát Văn Thù Bồ Tát Phổ Hiền Dẫn theo 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ Của Hải Hội Hoa Tạng thầy đều cầu sanh tịnh độ đến thế giới cực lạc thân cận a di đà phật bạn nghĩ xem cái hiện tượng này còn gì bằng đây là thù thắng đến như vậy từ ngay chỗ này chúng ta triệt để tường tận tỳ lô giá na phật không có tâm đố kỵ nếu như người khác có được vậy hay không văn thù phổ hiền là đại đệ tử của ngài làm sao mà đem toàn bộ người trong nhà dẫn đi hết thông thường người có tâm đố kỵ thì không được rồi vậy văn thù phổ hiền chẳng phải là tạo phản hay không đem học trò của tỳ lô giá na phật toàn bộ dẫn đi hết đi đến thế giới cực lạc thì lô giá na phật không những không tức giận không những không đố kỵ còn vỗ tay khen hay bạn xem đây là cảnh giới gì thì lô giá na phật tán thán quá tốt quá tốt thiện tai thiện tai tại vì sao vậy đến thế giới cực lạc thành tựu nhanh Còn nhanh hơn so với thế giới hoa tạng Thông qua cái ải như vậy Họ liền chân thật hoàng nguyên Hoàng đến chỗ nào vậy? Hoàng đến cõi thật báo trang nghiêm Chính là nói phía sau Hư không thân thường tịch quan tịnh độ chúng ta xem phía sau nói bồ tát tri chư chúng sanh tâm chi sở nhạo có một loại đại tâm bồ tát đây không phải là pháp cứu cánh viên bản họ không vừa ý họ còn phải hướng nâng lên trên cho nên chư phật như lai tức dĩ pháp giới thân tác tự thân họ thấy pháp thân phật rồi Đến lúc nào bạn thấy pháp thân Phật, ghi nhớ. Ở trong tất cả pháp, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, giờ lúc này bạn thấy được. Chỉ cần bạn khởi tâm động niệm thì bạn không thấy được. Ở trên kinh Hoa Nghiêm Cái cảnh giới này Chúng ta vừa mới nói Không khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trước Là người nào vậy? Bồ Tát sơ trụ trở lên 41 vị Pháp thân đại Dị Trên hội Hoa Nghiêm Đều là cảnh giới này Phật thật Không phải Phật giả Họ không phải là Phật của mười Pháp giới Phật của mười Pháp giới chưa thấy được Pháp thân. Vì sao vậy? Họ vẫn còn khởi tâm đồng niệm. Cho nên cái cảnh giới này, 41 vị Pháp thân đại sĩ, cái cảnh giới này là bình đẳng. Bình đẳng tại vì sao có khác biệt? Tại vì sao có giai cấp? Cho nên cái giai cấp này không phải là thật, cũng không phải là giả. Không thể nói nó có Cũng không thể nói nó không có Vì sao vậy? Đích thực Họ không khởi tâm không động niệm Khởi tâm động niệm Không khởi tâm không động niệm Tập khí của khởi tâm động niệm còn Chưa đoạn hết Tập khí mỗi người dày mỏng khác nhau tập khí rất không dễ hiểu đại đức xưa dùng bình rượu để làm thí dụ để chúng ta dễ dàng thể hội bình rượu đựng rượu hiện tại đem rượu đổ hết sạch rồi Bên trong cũng đem nó rửa thật sạch Đích thực không còn chút rượu nào Chân thật không còn Ngửi vào bình thì vẫn còn mùi rượu Đó gọi là tập khí Mùi gì có biện pháp nào trừ hết không? Không cách nào Có rửa thế nào cũng rửa không sạch Vậy phải dùng phương pháp nào Để làm sạch nó Mở nắp bình ra để ở đó Để thời gian lâu rồi Tự nhiên thì không còn Vậy thì Phật nói 41 giai đoạn Thì chúng ta đem nó thí dụ cho 41 cái bình 41 cái bình này Bạn có thể làm thật nghiệm Không thể đồng thời đổ Đồng thời đổ thì không thể thật nghiệm ra được bạn một tuần lễ đổ một bình trà thật sạch Mở nắp ra để ở đó Tuần lễ thứ hai lại mở thêm một bình Đó là tuần lễ thứ nhất Tuần lễ thứ hai Tuần lễ thứ ba 41 bình này của bạn 41 tuần lễ cũng sắp gần một năm rồi Cái bình cuối cùng mở ra Ngửi thử cái bình đầu tiên Phía trước cái đó có thể không còn Phía sau càng sau càng nồng chính là cái đạo lý này càng nông địa vị càng thấp chính là thập trụ thập hạnh thập hồi hướng thập địa đẳng giác đó là cái mở sớm nhất từ trong cái thí dụ này chúng ta liền có thể thể hội được nó chân thật là trong sạch cho nên nó thật bình đẳng không thể nói nó có khác biệt Thế nhưng tập khí Của nó nồng nhạt khác nhau Cho nên bạn không thể nói Nó không có khác biệt Đẳng giác về sao Chính là Có ngửi cũng ngửi không được Không ngửi chút mùi vị nào Đây gọi là thường tịch quan tình độ Đây gọi là quả vị cứu cánh viên mãn cái thí dụ này của người xưa đích thực là rất tốt để chúng ta thể hội được cho nên tập khí đoạn rồi bạn liền có thể thấy được pháp thân tập khí chưa đoạn chúng ta thường nói phá một phẩm vô minh bạn liền thấy được pháp thân thấy một phần pháp thân lại đoàn một phần tập khí bạn liền thấy hai phần pháp thân pháp thân còn các cái gì là một phần hai phần đều là thí dụ chính là bạn chứng được pháp thân càng chứng càng rõ ràng càng chứng càng tường tận chúng ta dùng cách nói này mọi người tỉ mỉ mà thể hội thì không khó lĩnh ngộ Kiến Pháp Thân Nhất định là Pháp Thân Bồ Tát Không phải Pháp Thân Bồ Tát Thì không thấy được Pháp Thân Cho nên câu thứ nhất này Tức dị Pháp Giới Thân Tác Tự Thân Đây là đối giới 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ Trên Hội Hoa Nghiêm mà nói Đây là ở 10 Pháp Giới Trong 6 cõi thì chắc chắn không có mà ở sáu cõi Ở mười pháp giới Phía sau nói Diệt tác chúng sanh thân Nại chí hư không thân giả Đây là bổ túc thêm vào Nói rõ Cách nghĩ cách nhìn của chúng ta không sai Đó chính là chứng trược Phật quả cứu cánh bạn đã quay về được thường tịch quan trong thường tịch quan không có hiện tượng vật chất cũng không có hiện tượng tinh thần bạn còn có thể đến trong sáu cõi độ khóa chúng sanh hay không cũng chính là chúng sanh có cảm có cầu bạn cảm ứng hay không đáp án là khẳng định có tại vì sao có chỗ này nói diệt tác chúng sanh thân nải chí hư không thân giả có người xưa cũng có người có cách nói như vậy Bồ Tát đẳng giác Sức từ bi Nếu như một phẩm vô minh Tập khí sau cùng Đoạn hết rồi vậy thì không thể đến Cho nên họ có năng lực đoạn Mà không đoạn Gọi là lưu hoặc nhuận sanh Chúng ta xem rồi rất cảm động Kỳ thật Không phải như vậy Họ không cần phải lưu hoạt Chúng sanh có cảm Họ liền có ứng Ở trong Tu hoa nghiêm áo chỉ Phòng tần hoàng nguyên quán Đem cái chân tướng Sự thật này Nói được rất rõ ràng Rất thấu triệt Vì sao vậy? Thường tịch quan là bổn thể của tự tánh tất cả pháp là từ nơi đó mà sanh ra nó giống như biển cả tất cả pháp là bọt nước bọt nước không rời khỏi biển cả cho nên biến pháp giới hư không giới đích thực là một chỉnh thể thể chính là thường tịch quan cõi thật báo cũng tốt cõi phương tiện cũng tốt cõi đồng cư cũng tốt toàn là hiện tượng toàn là pháp tướng pháp tướng không liệt khỏi pháp tánh pháp tướng cùng pháp tánh là một thể việc này chúng ta không thể không biết xem tiếp điều sau cùng hư không thân Chỗ này dùng lời hiện tại mà nói Đó là rất trừu tượng Hư không thân giả Vị phi chúng sanh Phi quốc độ Tôi đọc như vậy mọi người càng rõ ràng hơn Phi chư hữu lượng thân Nải thị vô danh vô tướng Chi hư không thân giả chỗ này các vị vừa xem liền biết được đây chính là thường tịch quan đây chính là trong phật giáo trung quốc chúng ta thường nói thiền tông đã nói mặt mũi trước khi cha mẹ chưa sanh ra Đây là bổn lai diện mục của chính chúng ta Nó không phải chúng sanh Chúng sanh chỗ này nói là Chúng sanh hữu tình Nó không phải là cõi nước Cõi nước là hiện tượng vật chất Chúng sanh là hiện tượng tinh thần Nó không phải là hiện tượng tinh thần Không có hiện tượng tinh thần nó cũng không có hiện tượng vật chất không thể nói ra bất cứ thứ gì nó không phải hữu lượng hiện tượng vật chất cùng hiện tượng tinh thần đều là thuộc về hữu lượng không phải hữu lượng cũng không thể nói là vô lượng hữu vô đều không thể được đây là tự tánh tâm thanh tịnh đây là tự tánh thanh tịnh viên minh thể bồ tát Buông xả khởi tâm đồng niệm Chứng được Chứng được cái gì? Gọi là kiến tánh Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Kiến tánh Tánh là như thế nào? Tánh có thể Có tướng Có tác dụng Thể Chính là hư không thân mà chỗ này nói Đây là thể Tướng Tướng chính là pháp thân mà phía trước đã nói Dụng Dụng chính là phía trước Tám cái đều là nói Tám cái Phía trước tám cái đều là nói khởi dụng có thể có tướng có dụng thể là chính mình tướng vẫn là chính mình tác dụng vẫn không rời khỏi chính mình đây là phật pháp chân thật chúng ta học cái thứ này người hiện đại hỏi học cái thứ này có tác dụng gì chứ Nói đến chỗ tốt trước mắt Tiêu tai khỏi nạn Rõ ràng đích thực Tai nạn từ chỗ đâu mà có Tai nạn là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước mà ra Ở Đại Lục Có một lão tiên sinh Lưu Hữu Sanh Ông hơn 70 tuổi rồi Những năm gần đây Đi khắp nơi Giảng bệnh cho mọi người Ông xem thấy người hiện tại Có rất nhiều thứ bệnh Kỳ kỳ quái quái Thống khổ bất kham Người con người vì sao có thể bị bệnh? Nếu như bạn chân thật tìm ra cái gốc bệnh Gốc của bệnh là gì vậy? Luôn không rời khỏi Phật Pháp đã nói Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Bạn nghĩ sai rồi Cho nên mới bị bệnh Bạn đem cái sai lầm đó Buông xả bệnh liền khỏi liền không còn việc này rất thần kỳ không cần dùng thuốc ông chân thật đã cứu được rất nhiều người bị bệnh là ung thư trung y tây y đều bó tay hết cách gặp được ông ông liền nói với bạn bệnh của bạn từ đâu mà ra bạn đem cái đó buông xả bệnh liền khỏi cái địa giảng của ông dường như chúng ta ở đây cũng có các vị có thể thỉnh về xem hiếm có bệnh rất khổ cực rất nhiều người nghèo không có tiền trị khỏi bệnh bị rồi thì phải làm sao chỉ có con đường chết Gặp được ông Cải tử hoàng sanh Ông cũng là một Năm đầu ở thế hệ trước Tiên sinh Dương Phụng Nghi truyền cho ông Ở Đông Bắc Mọi người đều biết Dương Thiện Nhân Ở trong Phật Pháp chúng ta nói Chúng ta tin tưởng đó là Bồ Tát Tái Sanh Đáng dùng thân gì để độ Thì hiện ra thân đó để độ Dân gian Đông Bắc tin tưởng người thiện Hiện thân người thiện Mà vì đó nói Pháp Chuyên môn dạy người Luân lý đạo đức Dạy người đoạn ác tu thiện tôi giới thiệu cho các vị lưu thiền nhân ông xuất thân từ nông dân xuất thân nông phu lúc ông hai mươi mấy tuổi thì cả thân bệnh cũng là không cách nào trị khỏi xem thấy không thể sống nổi ông gặp được một lão nhân cho ông một quyển sách Đốc hành lục của tiên sinh Dương Phùng Nghi Ông liền xem Sau khi xem rồi Sanh tâm hổ thẹn Dương Phùng Nghi Khởi tâm đồng niệm Lời nói việc làm Thiện Chính mình vừa xem vừa đối chiếu Chính mình hành vi việc làm tư tưởng kiến giải ngôn hành thấy đều sai ông liền phát tâm cải lỗi tự làm mới hổ thẹn sinh tâm hổ thẹn đau đớn rơi lệ liền ói ra ói hết bảy ngày đem tất cả bệnh độc bên trong thấy đều ói ra hết Bệnh liền khỏi Khi đi kiểm tra bệnh gì cũng đều không còn Tôi mấy ngày hôm trước Ở Malaysia Tham gia khai giảng Trung tâm văn hóa Giáo dục Lô Giang Malaysia Họ chánh thức Khai giảng Cư sĩ Lý Kim Hữu nói với tôi Ông đem Lưu Thiện Nhân mời đến Malaysia Đã qua mấy lần diễn giảng Cái đĩa này Dường như đã gửi qua mấy ngày trước rồi Đáng được tham khảo Cái thân này thì khó nói Thậm chí vô danh Không có danh tự Vô tướng Hiện tượng tinh thần Hiện tượng vật chất Đều không có Hư không thân đó là gì Chính là hư không mà chúng ta nói có thật không vậy là thật vậy hư không cũng là tự tánh biến hiện ra nó cũng không phải là thật cái hư không này của chúng ta gọi là ngoan không ngoài ngoan không ra còn có chân không chân không chúng ta không thấy được thế nhưng chúng ta trước giờ chưa từng rời khỏi vì sao vậy ngoan không không lìa chân không ngoan không chân không là một không phải hai ngoan không là minh ngoan không linh chân không có kiến văn giác tri vì sao vậy kiến văn giác tri là tánh đức không sanh không diệt nó chân thật là vĩnh sanh chân thật là vĩnh hằng đó là tính đức của chúng ta. Nói Bồ Tát tùy bị tâm chi sở nhạo, có, chẳng qua loại người này không nhiều. Tôi ngày xưa khi mới học Phật tôi gọi loài người này là phàm phu cao cấp ở thế gian này của chúng ta trung quốc xuất hiện lão tử đó là thị tổ của đạo gia lão tử ở trên đạo đức kinh có một câu nói ông nói ta có đại hoàng vì ta có thân câu nói này ý nghĩa rất sâu ông nói ta có mối lo lớn nhất là gì vậy vì ta có cái thân này không có cái thân này thật tốt có thân thể bạn thấy có bao nhiêu là phiền não mỗi ngày còn phải ăn ba bữa cơm còn phải mặc đồ còn phải có phòng ốc để ở thật phiền não nếu như không có thân thể bà nói thì thì thảy đều không cần thiết bạn xem thấy đây là tư tưởng cao binh kiến giải cao thượng không giống như phàm phu bình thường cho nên trong sáu cõi luân hồi có trời vô sắc giới trời vô sắc giới không cần thân thể thân thể là một thứ trì trệ phật cũng nói phật nói con người có ba cái khổ có khổ khổ có hoại khổ có hành khổ ba loại khổ này cái gì gọi là khổ khổ? Nhà Phật gọi là tám khổ Sanh, lão, bệnh tử Cầu bất đắc Ái biệt ly Quán tắn hội Ngủ ấm xí thành Đây là phàm phu sáu cõi Trong dục giới Không cách gì tránh khỏi Chúng ta có cái thân này Thân nó có sanh lão bệnh tử Dân quốc năm thứ 38 Tôi từ Đại Lục đến Đài Loan 23 tuổi Năm 38 Năm nay là 98 60 năm rồi Khi tôi 23 tuổi đến đây Tuổi trẻ Năm nay 83 tuổi Sinh lão bệnh tử Ai có thể trốn tránh được Bạn có thể không già không Tâm người học Phật Tương đối thanh tịnh Nhiều năm ăn chay Tôi học Phật 58 năm Ăn chay cũng là 58 năm Tôi 26 tuổi học Phật Dường như là tháng 2 Gặp được Phật Pháp Tiên sinh Phương Đông Mỹ nói với tôi Tôi đại khái là nửa năm sau Tôi nhớ được là nửa năm Tôi liền bắt đầu ăn trường chay Khoảng tháng 7, tháng 8 Khoảng tháng 7, tháng 8 Thì tôi ăn chay cho nên ăn chay cũng đã ăn 58 năm. Việc này rất tốt đối với sức khỏe thân thể. Ăn chay tốt lắm. Người tuy là tuổi tác đã cao, không dễ gì già yếu. Tinh thần thể lực đều giữ được bình thường. đây là chứng minh ăn chay có chỗ tốt cho nên sinh lão bệnh tử bạn không thể tránh khỏi. Ngoài ra bên ngoài thân cái thứ nhất cầu bất đắc khổ dục vọng của bạn rất nhiều không có được bạn sanh phiền não bạn cầu bất đắc khổ loại thứ hai là ái biệt ly khổ người mà bạn ưa thích thường hay ly biệt không thể đoàn tụ nhất là đồng tu tại gia tuổi tác đã cao chính mình già rồi con cái không có ở trước mặt Đi ra nước ngoài Một ngày từ sớm đến tối Lo lắng bồn chồn Ngày ngày nghĩ đến chúng Chúng thì không nhất định nghĩ đến bạn Cho dù là ở chung một nơi Không hiếu thuận Ghét bỏ bạn Bạn nói xem Bạn thật là khó chịu Không dễ gì nuôi cho chúng lớn Sau khi lớn lên rồi không hiếu thuận Ái biệt ly Quán tấn hội Người chán ghét Mà cứ phải ở chung một nhà Cứ phải ở bên cạnh hàng xóm Ngày ngày gặp mặt Người không muốn gặp Việc không muốn xem Ngày ngày gặp mặt Bạn nói xem thật là khó chịu Ngoài ra còn ngủ ấm xí thành khổ Ngủ ấm xí thành là phiền não vọng tưởng xen tạp bên trong quá nhiều tám khổ dày vò ngày tháng như vậy có thể dễ qua sao đây là chúng ta người của dục giới thảy đều phải chịu ngoài ra còn có một loại gọi là hoại khổ phước báo của bạn tuy là rất lớn sau cùng hưởng hết rồi hưởng hết rồi thì biến hoại khi không hoại thì bạn không hề cảm giác thấy đến khi sắp hoại khi bại rồi thì khổ liền đến thí dụ như làm quan đài loan tuyển cử tuyển lên bạn cảm thấy rất vui Nhiệm kỳ mãn suốt đài Thì bạn rất khó chịu Đó gọi là hoại khổ Làm buôn bán, làm xí nghiệp phát tài rồi Bạn rất vui thích Đến hôm nào gặp phải ảnh hưởng Suy thoái kinh tế Thì khổ liền đến Đây là nói Dạng pháp vô thường hành khổ hành khổ là phước báo của bạn rất lớn đức hạnh đời quá khứ đời đời kiếp kiếp tích được rất dày thế nhưng bạn không thể vĩnh viễn giữ gìn khi giờ khắc đến Không có thứ gì mang đi được Dạng thứ không thể mang đi Chỉ có nghiệp theo mình Đây gọi là hành khổ Hành là sát na sát na đang thay đổi Thí dụ như con người chúng ta Từ nhỏ đến già Cái thân này ngày ngày đang thay đổi Đây gọi là hành khổ Ai mà không muốn mỗi năm đều là 18 Bạn có thể làm được hay không? Nếu như bạn mỗi năm đều có thể 18 mà nói Vậy thì hành khổ không có Thật làm không được Cho nên Phật nói Tam giới thống khổ Dục giới cái khổ nào cũng đều nhận chịu Thật đáng thương Sắc giới thiên thì cao minh Trời sắc giới họ đem dục vọng đoạn hết Dục vọng là tài sắc danh thực thùy đoạn hết cái thứ này Khi đoạn hết thì họ không có tám khổ Phía trước chúng ta nói Xanh lão bệnh tử Quán tắng hội Ái biệt ly Cầu bất đắc Họ đều không có Họ vô cầu Chân thật là không tranh với người Không cầu ở đời Cho nên họ không có tám khổ Họ có hoại khổ Thọ mạng của họ rất dài Thế nhưng luôn có một ngày hết Thọ mãn đến rồi Thì họ vẫn là Phải đi luân hồi Họ không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi Cho nên đến khi hoài Thì họ liền khổ Đến trời sắc giới Đây là chúng ta gọi là Cao cấp phạm phu Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên Tuổi thọ dài Phật nói với chúng ta Tám dạng đại kiếp Tám dạng đại kiếp rốt cuộc là dài bao nhiêu Vì chúng ta nghĩ lại xem Phật nói Cái thế giới này Thế giới có thành trụ hoại không Một lần thành trụ hoại không Là một đại kiếp Cái thế giới này thành trụ hoại không Tám dạng lần Thọ mạng của họ mới hết Thật dài Thật không phải thời gian ngắn Thế nhưng nó vẫn là có lượng Không phải vô lượng Tám dạng đại kiếp đến rồi Ngày đó họ khổ Họ không thể giữ được Vẫn là từ trong vô sắc giới Chính là không có thân thể Cái linh hồn đó của họ phải đọa là Vẫn là phải đọa xuống để đầu thai Cho nên Phật nói Tam giới thống khổ Vậy phải làm sao Tốt nhất là siêu diệt tam giới Siêu diệt tam giới chứng quả A-la-hán Khổ của sáu cõi luân hồi vĩnh viễn không còn Đây là chân thật Vì là chúng ta hiện tại muốn siêu diệt sáu cõi luân hồi Không phải là việc dễ Phải tu tứ thiền bát định Cho dù tu đến tứ thiền bát định vẫn là không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi Cần phải hướng lên trên cao Tu cũ thứ đệ định Mới có thể siêu diệt sáu cõi luân hồi Đây là Thích ca mâu Ni Phật Đem chân tướng tình hình Đời sống trước mắt chúng ta Nói ra Sơn thiên khó sinh trời sắc giới càng khó sinh trời vô sắc giới càng khó hơn khó lại không giải quyết được vấn đề hiện tại thế tôn đối với chúng ta có một phương pháp dễ dàng hơn so với cách đó rất nhiều thành công rồi cao minh hơn nhiều so với giới xanh lên trời vô sắc đó là phương pháp gì vậy niệm phật giảng danh thế giới tây phương cực lạc thế giới tây phương cực lạc không ở trong thế giới ta bà chúng ta nó không ở trong sáu cõi chúng ta nó cũng không ở trong mười pháp giới chúng ta thù thắng không gì bằng chỉ cần bạn thật làm ngay đời này bạn quyết định thành tựu đại sư thiền đạo nói không sai chúng ta phải tin tưởng ngay trong truyền văn cái truyền văn này cũng không phải là tùy tiện nói nói đại sư thiền đạo là a di đà phật ứng hóa thân đến trung quốc người hàn quốc nhật bản tin tưởng tôi đến bên đó thăm viếng hỏi họ các vị có biết không đại sư thiền đạo đại sư vĩnh minh diên thọ là a di đà phật hóa thân đến họ tin tưởng họ đời đời truyền lại nhau tin tưởng là chân thật không phải là giả vậy lời của đại sư thiền đạo chẳng phải là a di đà phật đích thân nói với chúng ta hay sao cho nên chúng ta phải tin tưởng Phải nỗ lực y giáo phụng hành Làm thế nào mới có thể đi Buông xả mới có thể đi Cái thế gian này Danh vọng lợi dưỡng Tài sắc danh thực thùy không buông xả Muốn đi thì, thì đi không được Cần phải triệt để buông xả Tôi ở ngay trong một đời này Việc gì là lớn thứ nhất Ngay trong một đời của tôi Cầu sanh tịnh độ thân cận di đã tôi phải lập cái chí này phải phát cái nguyện này tôi nhất định phải làm được cái thế gian này bao gồm tất cả mọi việc chỉ là phụ không nên để nó ở trong tâm có duyên không thể không làm không làm là nhân đạo bạn không tận trách nhiệm bạn có cha mẹ bạn phải hiếu thuận bạn có con cái, bạn phải cố gắng dạy chúng, đây là tận nhân đạo. Tuy tận nhân đạo, không để ở trong tâm, trong tâm chỉ có A Di Đà Phật. A Di Đà Phật chính là tâm ta, tâm ta chính là A Di Đà Phật. Người như vậy, không có người nào không giảng sanh. Bạn thấy, nhân đạo bạn cũng làm tốt rồi, Phật đạo cũng tu thành công vậy thì đúng rồi cho nên hư không thân thực tế mà nói chính là cõi thường tịch quan chính là tự tánh thanh tịnh viên minh thể nó cùng với chúng ta khởi lên tác dụng cảm ứng tương thông chúng ta niệm tự tánh niệm tự tánh phật chúng ta niệm pháp thân phật Họ liền sẽ có cảm ứng Cảm ứng cũng là Đáng dùng thân gì để độ Thì hiện ra thân đó để độ Họ diệt tác chúng sanh thân Đây chính là 32 ứng thân Nải chí Pháp thân giả Họ cũng có thể Hiện Pháp thân Bạn thấy Pháp thân cùng hư không thân Nó là giao hoang nhau trong Pháp thân cho đến hư không thân Hư không thân cho đến Pháp thân vậy Chúng ta liền biết được Pháp thân cùng hư không thân là một không phải hai Pháp thân là Pháp tướng Hư không thân là Pháp tánh Tánh tướng không hai Tánh tướng là một Đây là nói đến cứu cánh viên mãn Hôm nay thời gian hết rồi Chúng ta chỉ học đến đây thôi A-di-đà-phật cẩn dịch vòng tây cư sĩ địa chỉ email vọng cư sĩ a gmail com người đặt hạnh quan phát tâm cúng dường do nhóm hoa nghiêm thành tâm cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật